Sáng nay theo giờ Việt Nam, doanh nhân, chính trị gia Laurentino Cortizo thuộc Liên minh đối lập đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Panama. Với 93% số phiếu được kiểm, ông Cortizo, đại diện liên minh gồm Đảng Cách mạng Dân chủ và Đảng Phong trào Tự do Cộng hòa Quốc gia, giành được gần 33% số phiếu bầu, dẫn trước chỉ 2 điểm phần trăm so với ứng cử viên Đảng Thay đổi Dân chủ, ông Romulo Ruiz. Ông Cortizo, 66 tuổi, từng là Bộ trưởng Nông nghiệp Panama. Trong chiến dịch tranh cử, ông cam kết sẽ chống tham nhũng và khôi phục hình ảnh của đất nước bị ảnh hưởng bởi các bê bối như vụ hồ sơ Panama.